Hello mọi người, chào mừng đến với kênh Trong Trong Tay Vợ Việt. Hôm nay vợ chồng mình lại đi lọc thùng rác. Đây là tiểu bang Michigan nha mọi người. Hôm nay có gì nha? Wow. Chuối. Do you want bananas? Wow, that's a lot. Rất là nhiều chuối nha mọi người. Yes. Chuối, bánh mì. Wow, chuối nhiều dễ sợ cho mọi người. Get the grapes. There's a grapes. There, get more because I want to make a grape juice. Mình nghe lời khuyên của khán giả lấy nhiều nhỏ để mà đi làm à. Đi làm được nhỏ uống nha mọi người. You hear me? Go through. Oh, there's avocado and stuff and you Where? Don't even you don't even take it. It's moldy. We have onions. Onion, get onion. They good, take them. Hold this. Cái chỗ này hôm nay có rất là nhiều đồ nha mọi người. Wow. Nhỏ, ôi trời ơi. Cà chua, trời ơi, cà chua. Cà chua này mình thích vô cùng luôn. Wow. Yeah, I want all of them. Wow, mọi người ơi, đã đây chưa? Nhìn này, không biết ai lọc rá mà ngọn này. Đây luôn. Cà chua quá trời là cà chua về nhỏ. Ooh, see if there's orange. I just got one. That's tangerine. Này như vậy này cũng đây nè. Apples, táo nha. Cắt xuống. Yes. Đã đây chưa? Get some more grapes, honey. Đã đây mọi người. Garlic. Ooh, I need garlic. Ooh, garlic on mỹ này. Ooh, more garlic. I'm getting it. Yes, fine. Yes. Tỏi đã đây mọi người ơi. Nhiều tỏi. Mình đã cần tỏi nha, đừng đi mua tỏi. Đừng đi mua tỏi. You bring this to the car and then okay, because it's getting heavy for me to hang on to. There's another one down there. The tomato. Right tomato. Right there. Just give me a second, honey. I'm happy you're excited, but it's just... Man, more than excited. Oh, are those empty drinks? No, they're already used up. Joanna. Yeah, get those. Chuối có trời là chuối hơi ấy. Yeah, get these so we can share, give away to people at your work and my work. All right, honey, that's enough. Honey, that's a lot. Get some more. Đồ của ông cổ trời mà ông đã tính ông muốn lấy nè mọi người. Honey, we have 3 boxes. It's a lot of food. Honey, I want to give the food to people. Get a lot more tomatoes. I'm not gonna jump in anymore. My feet are all wet. Quá trời đồ mọi người. Get more grapes. Just relax. I wanna.
I don't know why they throw away all these tomatoes. Ooh, more garlic. Yes. Yes. Yes, good luck. Đừng có mơ. Đừng có muốn lại tâm bay nha thằng rắn. Quá trời. Besides. Yep. Alright, honey. That's good. Dude, seriously, dude. Ôi trời, thôi quá trời đồ mà người ơi. Thôi vậy, hôm nay như vậy là đủ rồi ha. OMG, mọi người ơi, quá trời là đồ luôn. Lần này là quá trời là đồ luôn. Đây, mọi người nhìn sơ quá nha. Giống như một cái trò chơi chứ ở đó. À, bắt đầu từ góc bên này nha. Mình sắp xếp lại cho nó dễ nhìn chút. À, tỏi. Mọi người thấy chưa, tỏi nè. Tỏi mà con rất là ngon lành luôn. 13 bì tỏi như thế này ha. Mình tới nãy mấy quả trời mình hết tỏi đó, mình định đi mua tỏi mà bây giờ lục ra được một xứ. Bây giờ bên này là nhỏ nha, nhỏ thì không biết bao nhiêu bì đây, 5-6 bì gì đây mà nói chung có trái thì hư mà trái thì còn có một số trái, nhiều trái thì nó rất là ngon đó. Thì mọi người nói mình lấy nhỏ mà làm dâm rượu dâm đồ thì mình sẽ thử nha. Rồi nhớ xanh này được dâm rượu nó có ok không? Bên này thì chuối như mọi người thấy đó, video trước rất là nhiều chuối. Nhưng mà cái mình lấy chân này thôi. Bên này thì ớt chuông nè, chuông xanh nè. Ớt chuông bên đây ớt chuông màu nè, không biết bao nhiêu trái đây. Một bi như vậy á, một bi như vậy là 3 trái ha, 3 quả ha. Đó. 2 4 6 7 chứ cũng 8 bi như vậy. Bên này thì được mấy củ khoai lang nè, 3 củ khoai lang nè. Bên này thì 3 trái dưa leo nè. Mình thấy dưa leo được một trái này thì nó ngon lành, có 2 trái này thì thấy nó, 2 trái này đồng vào thì nó hơi mềm mềm, chắc là giữ một trái để ăn thôi, còn lại 2 trái cho mấy con sóc. Còn bên này là zucchini. Zucchini nhìn nó giống như dưa leo nhưng không phải dưa leo nha mọi người. Để tiếng Anh, tiếng Việt zucchini là gì nữa mà. Cái này là organic nữa nha. Đó. Cái này organic. Còn bên này là cà chua. Trời ơi là cà chua. Cái này cherry tomatoes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Bên này thêm một cái nữa là 23. 23 hộp cà chua, 23 hộp cà chua. Thì mình sẽ đem một ít về xuống cho bố mẹ Mỹ của mình. Bên này thì cái salad này người ta liền là tại vì nó hơi bị mọp, cái hộp nó hơi bị mọp nè mọi người, cho nên nó đây nó đem liền nha. Cái này để cho ông Dustin ông đem đi ăn tại vì ông lười. Còn bên này một ấy cà rốt nè. Bên này thì một bì tangerine, người ta liền là tại vì có một hai trái hư nè mọi người đó. Còn lại là ngon lành nè, đó thấy chưa, ngon lành, rất là tươi. Bên này thì hai bi ớt ngọt, ngon lành. Bên này thì nửa bi táo, lần này không có táo nhiều nhưng mà mấy lần trước là lượm táo quá trời táo rồi, mình ăn không hết rồi. Thì bên này có thêm bốn củ hành tây nữa, hành tây lần trước lượm bên kia đó một cái. Một số đồ ăn chưa hết. Còn bên này thì mấy cái này thôi cho mấy con thú nha. Bánh mì nè, nhỏ nè. Thôi mình cũng phải lọc nhỏ trong mấy cái bi kia ra nữa để mà cho mấy con thú, rồi lọc mấy cái này ra xem cái nào hư thì đem cho mấy con thú ăn, rồi cái nào ấy cho mẹ ăn thú ăn. Đó, rồi nhỏ táo nè. Vì ấy mấy lần trước ấy vẫn chưa ăn hết nha mọi người. Đó, thôi chưa lọc tạo ra cho mấy thú. Mình đổ mấy cái này ra để mình lừa trái nào ngon thì mình bỏ vào bi để cho bố mẹ Mỹ của mình. Chúng là mình thương ông ba dữ lắm mọi người ơi. Ông ba đưa mình qua Mỹ cho mình ăn học, cho nên những cái gì ngon nhất mình dành cho ông ba. Đó. Nói chung mình chia sẻ với ông ba là vợ chồng mình đi lục thùng rác để mà ấy thức ăn khỏi
khỏi bị đổ, bị tống tháo ra bãi rác, cho nên ông bà cũng ủng hộ cái quan điểm này. Ông bà không phải là nghèo nàn gì đâu nha mọi người, ông bà cũng thuộc dạng chống lưu đó, chống lưu, nhưng mà người ta cũng tiết kiệm lắm. Vậy người ta nói chung các bạn thấy đồ ăn ngon như thế này mà đồ uống ha. Bây giờ mình có lọc cà chua ha, trái nào mềm mềm thì mình lấy ra mình cho mấy con động vật nó ăn, còn trái nào ngon thì bỏ vào đây đem cho ông bà. Rồi bây giờ là phải qua rửa đồ nha mọi người. Đó, mọi người thấy trời ơi, những cái quả này ngon dễ sợ chứ. Đây dưới này những cái thứ này thì mình giữ cho vợ chồng mình nha. Đó, cà rốt nè, hành tây nè. Còn bên kia là của mấy chú sắp về, mấy chú nái hữu ha. Còn bên này là mình đem cho bố mẹ Mỹ của mình nè. Đó, mình đem về rồi mình rửa cho ông bà, tới nhà ông bà rồi thì mình sẽ rửa cho ông bà, cho con rửa đấy, mình mệt quá. Mình gọt táo về lế để mà hâm súp nha mọi người. Đó, bây giờ cắt ra miệng vuông 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 ha. Rồi cắt nhỏ như thế này để mà hâm ha mọi người. Bên này thì nhỏ thì mình cắt ra từng hột như thế này để cho nó dễ ăn á. Nó dễ ăn vì nó dễ rửa nữa. Mình thường thường mình để cái cuống cho nó tưới lâu á mọi người. Không biết nhỏ này có làm ướp đường và có làm nước uống được không, hay là dùng nhỏ tím ha. Hết hết rã để mà bỏ rồi mọi người ơi, ta nói thiệt tình nhiều dễ sợ luôn. Này, mình rửa xong rồi này. Bây giờ mình lấy chắc bỏ mấy trái này lên trên này. Bỏ mấy trái này lên trên này để mà rặn cái rã ra mà bỏ cà chua để mà cho nó khô thôi, nó sợ nó không khô là nó bị ổng á. Đây, cái sàng chén đôi chén bạc. Bây giờ đừng bỏ mấy cái trái này cho nó khô ha, mấy trái này ngon dễ sợ cho mọi người. Biết mình mà biết ai biết thêm người nữa để mình chó thì mình chó thôi, uống dễ sợ mọi người. Nãy em muốn cho ông hàng xóm một ít. Mà ông già ông chẳng 70 mấy rồi, sợ ông ăn có chuyện gì thì mình mệt nữa. Rồi cái thịt bò nàng này mình luộc qua nước sôi rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ nấu với cà rốt. Còn bên này là khoai môn mình mua ở chợ châu Á nha, cà rốt này là lộc thông rác nha. Rồi mình sẽ nấu với thêm ba củ hành tây này nữa. Đó, hành tây cũng lộc thông rác. Nói chung bữa nay chắc 80% đồ ăn của vợ chồng mình ăn là từ thông rác ra rồi. Cái khoai môn này một nửa mình dùng để nấu súp ha. Còn bên này là mình nấu chè khoai môn cho ông Dustin. Bên này tạo vì cái phe mình luộc hâm hồi nãy giờ rồi, và nó cũng mềm mềm rồi mọi người ơi. Mình đổ ít nữa qua bên thịt để mình hâm thịt ha. Rồi mình hâm cái này khoảng vài phút rồi đợi bên này nó mềm, nó chín hơn nữa thì mình đổ cái nước này qua bên thịt mình hâm chống luôn ha. Tỏi nè, tỏi quá trời tỏi nè mọi người. Bây giờ mình phải sẽ luộc vào vài củ tỏi để mình bỏ vào trong súp cho nó ngon. Hai cái xác hâm tảo lê bây giờ đổ qua đây cho mấy con thú nó ăn, để mà lấy cái tó này để mà nấu canh ha. Rồi bắt đầu hâm thịt mọi người. Mình có bỏ cà rốt vào rồi chút nữa, khoai môn thì bỏ sau tại vì khoai môn nó chín nhanh hơn. Tỏi luộc ra tưới dễ sợ cho mọi người này, ngon chưa, củ nào củ đó ngon chưa. Đó, bên này quá trời là nhiều tỏi mọi người, đã đời quá. Mình nghĩ khi nào mình rảnh mình luộc ra ấy rồi mình ngâm giấm ha, ngâm giấm ăn từ từ cho nó ngon. Rồi mình sẽ làm cái gì đó, cải bắp ngâm giấm nữa, như là khán giả gợi ý bữa nay ăn rất là chi là healthy. Tuần trước mình nấu súp thịt heo ăn không hết nữa mọi người. Bây giờ bỏ vào cái này cho mấy con thú nó ăn có uống. Cái nồi súp của mình đã nấu xong rồi mọi người ơi.
à, khá là ngon nha. Còn bên này là chấm môn nè. Bây giờ mình phải đi tới nhà bố mẹ mì của mình.